Rồi, thấy rồi. Thôi nhỉ, cái animal pet thật ra nó cũng chẳng có gì đâu thầy ạ. Cái mà khi mà một con vật nó chết đi thì mình trừ dân số đi một, thế nó cũng chẳng có gì đâu thầy. Em phải chạy thử xem thì minh họa xem thì lúc nào Đây nó chết. đây là có một con chó và ba bốn năm năm con mèo tên khác nhau. Thì bây giờ tổng dân số thì em cho con C3 này với cả con C2 này chết. Đấy. Nó chỉ như thế thôi thầy Thế cái hàm finally của em làm cái gì? phải trừ dân số đi một thôi thầy. Em trừ cái tổng dân số đi là super.finalize là trừ tổng dân số, còn đây là dân số này là chỉ trừ của cái bọn mèo thôi. Còn đây là tổng tổng dân số cả chó cả mèo. Tức là em gọi cái phương thức finalize của cái animal đây. Cái này là của tổng dân số là cả chó cả mèo. Nên cái này là tổng dân số của chó và mèo thì em trừ đi một. Thôi ở đây thằng két này nếu mà một con mèo chết thì nó gọi cái phương thức finalize của cái animal trừ đi một như thế. Thì tổng dân số nó cũng trừ đi một, còn bọn mèo nó cũng trừ đi một. Giả dụ mình muốn kiểu mình không muốn xem tổng dân số sau khi một con chết còn bao nhiêu ấy, thì mình muốn xem là tổng số mèo chết, một con chết thì tổng số mèo còn bao nhiêu thôi, không không xem tổng số động vật nữa thì mình vẫn xem được. Nhưng Thì mà thay đổi ý em. vấn đề ở chỗ là em sau khi em giảm dân số rồi thì em phải có một cái thao tác gì đấy để cho cái con chó và con mèo nó chết chứ. À, đây thầy Đó. gọi cái hàm phải có cái phương thức phân lai này nghĩa là nó chết rồi thì thầy. Nhưng mà nó vẫn tồn tại cái C3 C2 em vẫn nó vẫn tồn tại. À thế ạ. Đúng không? Em bây giờ em dùng C2 chấm tên phương thức nó vẫn ra tên như thế. Như vậy thì sau khi finalize thì em phải cho thêm một cái thao tác nữa là cho cái C3 đấy bằng nút. Đúng không? C3 Bằng nút, đúng không? này Thế ạ. thì ứ. Đúng chưa? Đúng không? Còn em finalize thì em mới giảm dân số thôi chứ nó đã chết rồi. Chết thì có nghĩa là nó phải không tồn tại cái bộ nhớ doc nữa thì đúng không? Mình đấy là mình minh họa mình minh họa như Đây đúng thế. rồi đúng Đúng không? rồi Chứ còn để chứ còn không em mà cứ finally like thế thì em cứ không để nun thì em nó sẽ gọi được name. nó sẽ gọi được mình đi và vòng vào Đúng ok không? Đấy, mình giả thế lập mà. Cái này là giả lập mà. Ok. Ok, bạn nào chia sẻ cái bài lắp 7 này. Chia sẻ và trình bày cách hiểu của em về cái bài lắp 7. Bạn nào vừa ok đây. Bạn nào nhỉ? Nào. Ai vừa lên tiếng ok đấy nhỉ? Chia sẻ đi, có gì chúng ta cùng góp ý. Ok, em đã mua cái bài lắp 7 chưa? Thứ nhất là em đã mua chạy trước đã, em đã mua trước xong rồi thì giải thích mã nguồn sau. Hoặc là giải thích mã nguồn luôn rồi chạy sau cũng được, cho mọi người dễ hiểu. Đây này. Cái này thì ở mục account này thì là cái class này thì là
là class object. Ừ. Thì ở đây có hai cái biến, một biến là balance với một biến là transaction. Thì cái balance kia là giá tiền của tài khoản, giá tài khoản, cái tài khoản của account, còn gọi là gì? Gọi là số dư, số tiền trong tài khoản của account. Còn cái này là số giao dịch, số giao dịch trong vòng một tháng của cái account này. Thì em khởi tạo cái account thì đầu tiên em khởi tạo là nhập vào số tiền đầu tiên, tức là khi mà khởi tạo một một cái tài khoản thì em sẽ gắn cho nó một cái số tiền trong đấy rồi. Rồi, ok. Cũng có thể là không, cũng có thể là bất kỳ số tiền đấy. Rồi. Trong cái hàm trong cái class account này thì có vài cái hàm. Thì đầu tiên là deposit là cái để nạp thêm tiền vào trong tài khoản. Yeah. Withdraw là trừ là rút tiền. Cái hàm end man chain này thì là cái hàm object. Và một cái end man thì là để in ra cái số tiền trong tài khoản và số giao dịch mỗi tháng. Và sau mỗi tháng thì nó sẽ return về không, cái số giao dịch thì return về không. Yeah. Thì bài đề bài yêu cầu là phải viết một cái hàm main ở trong cái account này. Viết hàm main phi thì phi thì kế thừa từ account. Thì trong hàm trong cái class phi này thì cũng không có gì cả. Có mỗi cái hàm end man chain này thì là sau mỗi mỗi tháng thì trừ đi $5 vào trong tài khoản, bị trừ đi $5 vào mỗi tháng, coi như là phí phí để mà gọi là lệ phí à, hay là cái gì? Đúng rồi, phí duy trì hàng tháng. Và em đề bài không yêu cầu nhưng em vẫn cho thêm, tức là cái lệ phí đấy thì em cũng coi như là một cái giao dịch. Rồi, mình cũng bị biến đổi về tài khoản nên mình cũng cho thêm giao dịch. Hàm và cái class mix dim này thì cũng là kế thừa từ account. Có thêm một cái biến là biến đếm số lần rút tài khoản. Và vào mỗi cuối cuối tháng thì cái hàm end man chain này thì nó trừ đi cái số tài khoản là bị trừ đi ngoài, bị trừ đi cái số tiền vào mỗi cuối tháng, thì còn bị trừ đi mỗi lần rút tiền, trừ số lần rút tiền nhân với lại $0.5 phí giao dịch. Hàm game player này thì cũng là kế thừa từ account. Và có thêm em import đây là cái thư viện random để mà làm cái yêu cầu là khi mà thực hiện cái yêu cầu rút tiền ra thì có thể có hai trường hợp. Một trường hợp là xác suất 0.49% là không bị trừ, còn xác suất 51% là bị trừ đi hai lần cái số tiền mình chuyển vào để rút. Next double đấy là nó tạo ra cái số random từ từ đâu đến đâu đấy? Từ không đến đây là từ không đến đến một. Đây thì em sẽ, đây là cái demo, thì đây em sẽ demo luôn cái chỗ này. Đó. Chấm đêm line thì nó sẽ in ra cái d là nó rơi trường hợp nào. Còn cái hàm em ăn trên thì cũng giống như cái phi thôi. Đây. Đây là ba cái số random nó ra. Rồi, lịch sử giao dịch như thế nào? Về hàm main, trong hàm main thì khi mà em truyền vào là em truyền vào tạo ra ba cái phi là đầu tiên chuyển vào phi là $5,000, $1,000, $1,200. Thì ở đây dùng cái đa hình thì em gọi là gì? Cái này gọi là gì? Kéo xuống. Em không biết nói là gì. Upcutting.
uptrending đấy thì có cái đầu tiên là em truyền vào thêm cộng thêm trong cái hàm trong cái tài khoản phi này thì em cộng thêm 5-100 đô này, sau đó thì rút ra 1.000 đô này và em in ra cuối tháng xem là bao nhiêu. Thì ở đây là 5.000 cộng 100, 5.100 trừ đi 1.000 là 4.100, xong trừ đi 5 đô cái phí mỗi cuối tháng thì nó sẽ là số tiền còn lại là 4.095 đô. Dạ đúng rồi. Số giao dịch trong tháng thì là cộng hoặc là một này, trừ đi là hai này, với cái cuối cuối tháng này giao dịch trừ đi 5 đô là 3 giao dịch trong một tháng. Ok. Tương tự thì mấy tiện thế. Rồi. Như vậy là bạn rất chi là ok đấy nhỉ, rất chi là hiểu bài đấy. Đó, như vậy bài bài của bạn là làm là hoàn toàn là chính xác rồi đấy. Còn những cái bạn khác thì có ok làm được với bạn không? Thì làm nốt cái câu 4, câu 5 nhá. Người ta bảo là bổ sung lớp NM này, phương thức Gibbs đúng không? Cho động vật được sinh ra. Khi gọi phương thức này cho một đối tượng động vật thì kết quả trả về là một đối tượng cùng loài. Như vậy Gibbs này nó phải là một cái dòng trừu tượng để cho những cái thằng con sau là nó bổ sung vào cái nội dung à, thì để biết được thằng nào là cha, thằng nào là mẹ đúng không ạ? Như vậy thì trong cái thằng cat này con năm này tí nữa là chúng ta sẽ làm sao trong lớp NM đó ạ? Chúng ta bổ sung thêm một cái phương thức này trả về một cái trả về kết quả là một đối tượng cùng loài, là một đối tượng cùng loài nhé. Đấy, với cái name của động vật mới được sinh ra. Ok, như vậy nó trả về một đối tượng cùng loài đúng không ạ? NM này. Reverse. À, nó phải là là thằng trừu tượng đúng không ạ? Public object. Rồi, sau đấy thì thằng con nó sẽ cài đặt lại đúng không? Như vậy thì ở bên cái thằng kép này nó phải bổ sung thêm một cái phương thức đấy, và nó return cái gì? Nó sẽ xét lại cái thằng thứ nhất là nó sinh ra một đối tượng thôi, nó xét lại cái con của ai đấy đúng không? Thằng này là zip này chấm set name đó, nó bảo là con của ai đấy à, thì con của ai đấy thì con của này thằng super đúng không, cha này chấm get name mà nối với cái sau là s này baby đấy, s baby. Sau đấy return cái thằng này
Để tôi ra ngoài coi. Importai. Vậy ở đây chúng ta có thể là tạo ra đối tượng này này, còn không thì chúng ta lấy luôn đối tượng hiện tại là cái thằng gì ạ? Đây ví dụ như là thầy sẽ return, đầu tiên là thầy sẽ zip chấm này set name đúng không, đặt cái name cho cái thằng đối tượng hiện tại. Nếu như đặt name cho đối tượng hiện tại thì nó sẽ là nó lại sinh ra cái, nó thay đổi mất cái đối tượng hiện tại nhỉ, đúng không? Nếu như đúng rồi, thầy ý của thầy là get name của cái thằng này này là lấy thằng git chấm name này này. Đấy, nhưng mà nếu như làm thế này á, cho sau thì thầy duy git thì nó cũng sẽ ok thôi, nhưng mà nó lại lấy luôn thằng đối tượng, nó thay đổi dữ liệu thằng hiện tại, hiểu ý không ạ? Đấy thì như vậy ý của các bạn lúc này là hoàn toàn đúng, chính xác là chúng ta không dùng thằng đối tượng hiện tại này mà phải tạo ra một thằng mới nha. Sau đấy thì đây chúng ta tạo ra thằng mới này, một thằng test mới. Sau đấy thì lấy cái thằng hiện tại này làm cha. Ok chưa? Bởi vì cái đối tượng này được sinh ra từ đối tượng hiện tại mà. Đấy, gắn thêm baby có nghĩa là cái thằng đối tượng mới đây này, nó phải là con của cái thằng đối tượng hiện tại. Hiểu ý không ạ? Đấy, sau đó chúng ta return test nha. Mà nguồn này chuẩn hơn. Ok. Như vậy thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có những cái hàm của cái thằng là câu cũng thế này. Đã, phải phân tích ra như thế thì mọi người sẽ cùng hiểu chi tiết hơn. Bởi vì cái bài này nó cũng bài lắp 7, lắp 8, 6, 7, 8 thì nó cũng khá là trừu tượng. Return vào thằng này nó sẽ là câu nhé. Câu này. Câu. Đấy. Và return câu. Ok. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có doc. Thử một dòng. Ở đây sẽ là doc. Baby của dog đúng không? Đó, đây là return dog. Ok, chúng ta sẽ thử này. Animal test đúng không? Bây giờ chúng ta thử sinh ra một cái thằng cat nhá. Các bạn một cat này, chúng ta gọi là cat con một đi bằng này. Được sinh ra từ một cái cat khác, ví dụ là được sinh ra từ một cat một đi. Ok nhá. Chấm vbird. Ok chưa? À, nó bắt ép kiểu, ta ép kiểu về. Ép kiểu về cat. Đấy, sau đấy chúng ta in cái cat con một này ra xem có phải nó là con của thằng cat một không nhá. Cat out. Cat con một. Thằng này biết có tu trinh chưa nhỉ? Rồi, trái thử nhá. Thằng test này có tu trinh chưa? Không có tu trinh à? Thầy phải get name thì ạ. À, phải get name à? Dạ, ok. Thì đáng này mình phải có cái tu trinh thì nó tiện hơn. Rồi, ok, phải get name. Chấm get name nhá. Có cái intro deal của thầy. À, ừ, đúng rồi, intro deal. Đúng, chính xác. Mình dùng introduce. Có cái hàm introduce. Rồi, ok. Introduce nó là cái thằng này. Introduce nó lại là void. Thì chúng ta dùng cat con 1 này. Chấm introduce. Rồi, thử nhá. Và dân số của mèo nó được tăng lên 1 nhá. Và dân số của thế giới tăng lên 1 nhá.
chạy thử. Đấy. Đâu à? Đây, nó bảo là tôi là con của mèo. Rằng là cách một có phải là tên là mèo không? Đúng rồi, cách một này. Tên nó là mèo nhá. Đấy, thì cái thằng mà chúng ta in ra đây này. Introduce này. Nó bảo tôi là con của mèo. À, thế bây giờ giả sử như mèo khác thì sao nào? Cách 3 nó là mèo con 2 đúng không? Thử thêm một thằng nữa. Ví dụ chúng ta có tạo ra một cái cách con 2 và nó phải là từ cái thằng cách cách 2 đi. Cách 2 nó là mèo con nhé. Tên nó là mèo con nhé. Được sinh ra từ cách 2. Được chưa? Sau đấy chúng ta lại có cách con 2 introduce. Kêu meo meo đúng không? Lăn này. Và nó kêu meo meo, nó bảo tôi là baby của mèo con 2. Đây. Hai con được sinh ra này, meo meo. Baby của mèo. Meo meo và baby của mèo, mèo con. Đó, chuẩn rồi. Và dân số thì được tăng lên 14. Dân số của mèo được tăng lên là 6. Đấy, hoàn toàn đúng. Ok chưa? Đấy là cái công năng tương tự như vậy cho tương tự như vậy các em có thể test cho cái thằng chó và bò nhé. Tiếp tục chúng ta sang câu 5. À, thì người ta bảo là sử dụng cái phương thức find finalize xem có thể dùng để giảm dân số thế giới không. Thì chúng ta sẽ dùng cái phương thức finalize để xem như là một cái để xác nhận một con là chết. Và sau khi chết xong thì chúng ta sẽ đánh dấu nó là về một cái trạng thái là chết là null. Ok. Như vậy thì người ta bảo là bổ sung cái file line này ở đâu ạ? Cho một con vật thôi, cho từng lớp thôi. Hoặc là cho trừu tượng và cho nó kế thừa, đúng nha. Bởi vì con bản thân là cái động vật nó cũng cũng có thể là chết mà. Public này. Bắt chắc. Cái thằng này nó sẽ là void nhá. Finalize. Như vậy thì cả cái lớp khác còn lại nó phải bổ sung thêm. Thằng này đúng không? Cái thằng này nó sẽ là giảm dân số đi một đúng không? Dít chấm population giảm đi một đúng không, dùng dít cho nó chắc ăn population. Ô, không có bắt buộc dừng thằng này trừ trừ nhé, giảm đi một này, thế thôi. À, như vậy chúng ta sẽ có tất cả những cái hàm này sẽ có ở trong những thằng còn lại chết đi đúng không, những lớp còn lại nhé. Rồi chết xong rồi thì chúng ta test thử này. Test câu 5 nha. Ở đây là test câu 4 này. Tất câu 5 này. Bây giờ giả sử như mình sẽ là cho cái con mẹ của cái con 1 chết đi. Có nghĩa là con cat 1 này. Cat 1 chấm file line đúng không? Đấy, thì nếu như mà làm nếu chúng ta mà làm đúng kịch bản thì dân số của thằng thế giới giảm đi 1 và dân số của cat nó sẽ giảm đến 1, như vậy nó sẽ còn lại là
Đây, rắn. Như vậy nó phải còn lại dân số gì? Còn lại là 15 và dân số của mèo nó sẽ còn lại là 5, là 14, là 13 và 5. Sẽ thử nhé. Đấy, như vậy dân số của mèo thì giảm rồi, nhưng mà dân số của thế giới thì lại không giảm, đúng không? Ừ. Thầy chưa super trừ đi thầy ạ. Đúng rồi, như vậy chúng ta phải có thêm một cái động thái nữa là phải giảm đi dân số thế giới đi, đúng không nhỉ? À, như vậy trong cái một cái hàm finally của cái này thì chúng ta phải gọi đến cái population của cái thằng cha, đấy là thằng animal, và muốn gọi đến thằng nó, thằng cha, chúng ta phải dùng super, bởi vì nó bị đè ghi đè rồi. Đấy, super chấm đâu à? Hoặc là dùng tên lớp xem nào, animal mình để static mà đúng không, get population animal của mình đó. À, nhưng mà đang để private đúng không? Nếu như để private thì chúng ta phải cung cấp set get đúng không? Rồi chúng ta sẽ để là nó là dạng default nhé, để sang cái này nó có thể truy cập được. Chúng ta dùng animal chấm này population trừ trừ đi đúng không? Đấy, tương tự như vậy chúng ta phải bổ sung cho tất cả thằng này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử lại thì chúng ta nhìn thấy là dân số thế giới nó còn 13. Đấy, dân số thế giới còn 13 đúng không nhỉ? Đấy, thì thằng mèo mà nó ok thì thằng những thằng khác chắc chắn nó cũng ok thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì có một cái điều bất hợp lý là thằng này nó chết rồi nhưng mà nó vẫn còn dùng được. Đang thế là chúng ta sau khi chúng ta cho nó chết chúng ta cho nó bằng nun, ok không nhỉ? Gắn bằng nun đúng không ạ? Thì để nó chết hoàn toàn đúng không? Mà khi người khác sử dụng, khi người khác sử dụng thì không sử dụng được đúng không? Còn nếu như mà chúng ta giảm dân số thế giới, nó bảo nó chết đi rồi nhưng mà dùng nó thì vẫn dùng được. À, như thế nó bất hợp lý đúng không? Ok, như vậy đây chính là câu 5 nha. Thầy ơi. Hả? Nhưng mà thế là nếu mà cứ luôn là không cái biến đấy nó sẽ không có trong bộ nhớ nữa thầy. Đúng rồi. Như vậy luôn có nghĩa là cả cái vùng nhớ này nó bị giải phóng luôn em. Cái vùng nhớ mà đây này, đây nhá. Cách 1 này. Cách 1 bằng new này đúng không? Thì cái vùng nhớ này nó tồn tại nếu như cách 1 nó đang trỏ vào. Hiểu không? Còn nếu như cách một không trở vào thì cái vùng nhớ này theo cái thư viện của Java Garbage Collection thì nó sẽ tự động nó đếm là không có con trỏ nào trỏ đến vùng nhớ này thì nó sẽ tự động giải phóng. Vâng. Đây là điểm mạnh của Java nhé. Điểm mạnh của Java so với các ngôn ngữ khác. Ví dụ C đúng không? C các em cũng có dùng con trỏ nhưng mà muốn giải phóng một cái vùng nhớ thì các em phải gọi hàm free. Hiểu ý không? Ngôn ngữ C học chưa? Đấy. Cái thằng Java này thì cái việc giải phóng mồi nhớ là dọn dẹp, giải phóng mồi nhớ là Java nó tự động nó làm cho chúng ta hết, là chúng ta không phải quan tâm đúng không? Và nó tiết kiệm mồi nhớ hơn thằng C rất nhiều. Thằng C là phải lập trình viên, nó phải tự làm. Đấy, như ví dụ như ở đây này, tất cả những cái docket câu này nó tồn tại này. À, thì nếu như đang trỏ vào vùng nhớ này thì nó vẫn tồn tại, nhưng mà nếu như ta trỏ về null thì cái vùng nhớ này nó mất luôn, nó hủy luôn cả vùng nhớ này, hiểu ý không ạ? Thì đây là đánh dấu, đây là chỉ là mô phỏng thôi nhá, đánh dấu chết hẳn. Đó. Còn ở đây này thì mới là gì ạ? Gọi là chúng ta gọi là mất hồ sơ thôi, chứ còn người vẫn còn. Trường hợp này chúng ta gọi như nào? Hồ sơ thì không còn nhưng mà người thì vẫn còn. Thì chúng ta gọi nó là gì nhỉ?
chả biết đúng không? Hiểu ra kiểu là mất hồ sơ nhưng người vẫn còn. À, có nghĩa là cái người này sẽ không có chứng minh thư, không được có quyền gì cả. Đấy. Còn cái thằng này thì vừa mất hồ sơ và vừa mất cả hồ sơ và vừa giảm dân số rồi, giảm dân số có nghĩa là mất hồ sơ rồi. Mất hồ sơ và gì ạ? À, sơ và mất luôn thông tin đúng không? Thông tin. Không còn thông tin nữa. Không nhìn thấy nữa. Ok. Thế đấy là nội dung của cái bài đáp 8 đúng không? Câu 5. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đi làm cái bài lắp 7. Thì một số bạn thì làm được rồi. Còn một số bạn thì vẫn chưa làm được. Và một số bạn thì có thể là làm được rồi nhưng mà một số câu chưa làm được, và cũng có thể là có nhiều bạn là chưa hiểu lắm. Thì thầy sẽ vừa làm lại và vừa giải thích cho chúng ta ta hiểu. Thì thầy đi sẽ đi tạo một cái packet giống như bài lắp 7, lắp 8 đúng không? Tạo một cái bài package đặt tên là lắp 07. Đây cái đó. Lắp 07. Trong lắp 07 này chúng ta nhìn thấy là nhìn qua sơ đồ này, này có nghĩa là chúng ta chưa đọc về chi tiết ở phía trên nhé. Tí nữa chúng ta đọc chi tiết phía trên cũng được. Nhưng ở đây có sơ đồ gợi ý rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái lớp trừu tượng ở cao, gồm có những cái thông tin như sau. Balance là số dư tài khoản, transaction là số giao dịch của cái tài khoản đấy, deposit là rút tiền, phương thức rút tiền, phương thức nạp tiền, withdraw là phương thức rút tiền, end month là cái phương thức tính phí cuối tháng, end charge month là cái phương thức tính phí, nhưng mà tính phí riêng cho từng tài khoản, còn thằng này là tính phí chung đúng không? Rồi chúng ta có ba lớp kế thừa, lớp phi, lớp nick gym, lớp gamble đều là dạng tài khoản cả, và cách giao dịch và cách trừ phí khác nhau. Đấy. Như vậy đầu tiên chúng ta phải đi định nghĩa tài khoản đã nhé. Tài khoản là lớp trừu tượng đã, bởi vì nó có phương thức trừu tượng, vì vậy nó phải là lớp trừu tượng, lớp cao new này, lớp ở cao. Lớp này phải là lớp trừu tượng. Lớp này có hai phương thức. Hai cái này là hai cái thuộc tính. Này, thì thầy sẽ để cho nó là default nhé. Để rằng default, một truy cập default thôi. Nó là tài khoản dạng nước ngoài, nó chúng ta để như để đô la luôn nhé, để quy định là số tiền đô la nhé. Balance Lancer đúng không? Ok, cái này là số đô la. Mô phỏng với nhá. Cái này flat này. À, flat à? Một đô, hai đô. À, ok. Ok, nó flat đúng rồi. Cái phí trừ nó là còn có loại nửa đô cơ. Thì nó phải là flat. Transaction đúng không? Số lần giao dịch trong tháng. Số lần giao dịch trong tháng nó số nguyên.
Session có S không? Có S mà. Số dư, này số dư của tài khoản. Nó là dư bằng dư đô la nhé. Số tiền tính là đô la nhé. Đô la hay là Việt Nam đồng thì do chúng ta quy định thôi. Cái này là số giao dịch, số lần giao dịch. Thì cái việc định nghĩa thế nào là một giao dịch thì cũng do chúng ta quy từ quy định thôi nha. Thì rút tiền cũng là giao dịch mà trừ phí cũng là giao dịch theo quy định của Ngân hàng Việt Nam hiện tại như thế. Thì các em mở tin nhắn của các cái nhà banh ra thì các em sẽ biết được là cái cứ mỗi lần chúng ta bị trừ mất 5.000, 10.000 tiền phí quản lý tài khoản thì nó cũng tính vào là giao dịch của chúng ta. Thì chúng ta cũng làm như vậy. Số lần giao dịch trong tháng. Deposit nó là cái phương thức rút tiền mà. Withdraw đó. Public void nó rút tiền. À rút tiền nó phải trả về là gì ạ? À nạp tiền nó là void. Deposit nạp tiền thì chúng ta sẽ là nạp một cái khoản tiền nào đấy. Float. Số tiền đúng không? Money. Money viết này đúng chưa nhỉ? Rồi, sau đấy thì nạp tiền thì tài khoản nó được tăng lên thôi. Git.balance cộng bằng với money. Ok, cái thứ hai là cái rút tiền. Public rút tiền thì nó phải là trừ tài khoản đi, chúng ta cũng để void, nó không trả về tài khoản, nó không trả về số tiền. Withdraw đúng không? Withdraw thì chúng ta sẽ rút bao nhiêu tiền đúng không ạ? Thì chúng ta phải có số tiền cần rút, cũng là float money git chấm blank đúng không? Trừ bằng money đồng thời về giao dịch phải tăng lên nhé. Git.transaction đúng không? Rút tiền cũng tăng lên mà giảm tiền tăng lên. Cộng. Thằng cái này cũng giao dịch cũng phải tăng lên. Git.transaction cộng. Rồi. Ok. Tiếp theo là admin. Mà thì admin nó sẽ thực hiện như sau. Mà nó dùng biến amount hợp lý hơn. Thôi rồi money cũng được. Admin thực hiện 3 bước. Thứ nhất là tính phí. Tính phí tài khoản trong tháng vừa qua. Đấy. Admin public và nó cũng là void thôi. Admin
người ta gọi là em, người ta bảo là gọi em ăn chặt. Như vậy thì em ăn chặt nó là một thằng trừu tượng đó. Đúng không? Và tất cả mọi phí thì mình sẽ tính ở thằng em ăn chặt này này. Publish check void sorry, nó là trừu tượng. Void tên hàng and man chặt, và thằng này nó sẽ là gọi cái hàm and man chặt. Còn em ăn giặc nó trừu tượng, nó sẽ bị cài đè bởi những cái thằng lớp con. Cái đấy nó sẽ có cách tính phí riêng, đúng không? Và cách tính phí của thằng em ăn giặc thì tí nữa mình sẽ các cái lớp kia thì mình sẽ viết sau, đúng không? Rồi như vậy mình có một cái tính phí này. Tính phí tài khoản của em ăn giặc nha. Rồi in ra màn hình hai thông tin số tiền còn lại này, số giao dịch này, khởi tạo sinh thành công. Tí nữa thì mình sẽ viết xong, đúng không? Cứ mỗi thằng này mình sẽ gọi số tiền, in ra thông tin số tiền còn lại và số giao dịch đã thực hiện trong tháng. Tính phí mỗi tháng là thì thực ra thì trong trong thằng em ăn chặt này thì chúng ta có thể là làm tính luôn cả mấy cái thằng này cũng được, hoặc là tí nó bổ sung thêm mỗi thằng này mỗi cái này thôi cũng được. Thực ra là mấy cái này nè là in ra thông tin thì mình có thể in ra luôn ở trong cái thằng khởi tạo trên sân này không. Rồi, tí nữa mình tính sao. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hàm tạo, đúng không? Tạo tài khoản với số tiền ban đầu này nhá. Nó sẽ có một cái hàm tạo Public. Hàm tạo là của thằng ở cao. Một cái khoản tiền ở mao Flash. Thì sửa lại cái mấy cái thằng ở mao này cái cho nó đúng khớp với bọn này nhá. Ở mao khởi tạo ban đầu thì chúng ta dùng là git chấm balancer bằng với ở mao. Còn giao dịch có cần khởi tạo không? Số giao dịch khởi tạo với số tiền ban đầu thôi. Nhưng ở đây tạo tài khoản mới đúng không? Tạo tài khoản mới thì giao dịch nó phải bằng không đúng không? Git chấm transaction bằng không. Tạo tài khoản mới thì xem như chưa có giao dịch, hoặc là cho nó bằng một đi. Xem như là tạo tài khoản đâu phải tính giao dịch đâu. Không phải transaction bằng không. Rồi như vậy chúng ta có cái lớp account này nhá. Bây giờ cả cái lớp còn lại này. Fee. Lớp fee. Lớp fee kế thừa từ account. Cái này cả cái hàm object có một hàm thôi. Gì nữa? Bởi vì thằng cha nó không có hàm tạo, không đối số, nên thành thế là thằng này bắt buộc phải tạo, đúng không? Dạ, ok. Rồi nó bổ sung thêm thuộc tính gì không ạ? Nó không bổ sung thêm thuộc tính gì.
Nó chỉ có cái khác là cái tính phí mỗi tháng thôi, là 5 đô thôi. Và như vậy thì chúng ta phải cài này, cái hàm là on chặt này, đúng không? Cái hàm on chặt này làm gì? Tính phí mỗi tháng là chúng ta sẽ là gọi thôi, gọi cái thằng là git này chấm blank đó bằng từ bằng 0,5 đô à 5 đô la. Ok chưa? Và giao dịch nó sẽ được tăng lên git chấm blank cộng cộng à sorry git chấm transaction cộng à đó cuối tháng mà đúng không, cuối tháng thì trừ phí 5 đồng và khởi tạo cái gì ạ, nhá end chặt măn này rồi như vậy thì in ra màn hình thông số về số tiền còn lại trong tài khoản, số giao dịch in ra này trừ 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 đấy nhá, trừ xong rồi tăng lên này, tăng lên đúng rồi, sau đấy in ra số tiền còn lại trong tài khoản. Cộng với này git chấm blank số giao dịch trong tháng số giao dịch trong tháng. Chúng ta phải in ra cái này trước khi chúng ta chuyển giao dịch về không nhé. Git chấm transaction. Ok, sau khi chúng ta in ra xong xong rồi thì cái thằng giao dịch cuối cùng bị trừ 5 này cũng tính là giao dịch mà chúng ta mới cho cái transaction chấm transaction không. Ok, đây khởi tạo transaction để cho thằng mới. Nào. Như vậy cái số lần cái lần mà giao dịch cuối cùng là cái lần mà bị trừ 5 phí 5 đồng 5 5 đô này cũng tính là transaction nhá. Thế thôi, như vậy là chúng ta đã xong cái lớp admin. Lớp thứ hai là lớp nickname đúng không ạ? Tạo một cái lớp nickname. Gym cũng kế thừa từ account. Chúng ta cài đề và hàm tạo. Rồi, gym này làm gì? Gym này nó bảo là số lần rút tiền là nó cứ mỗi lần rút tiền là nó phải tính số lần để nó tính cái phí giao dịch. Rồi thì như vậy thì cái thằng nickname này nó phải làm gì? Nó phải cài đề lại cái thằng cái hàm là hàm withdraw đúng không ạ? Để mà cứ mỗi lần rút tiền thì nó sẽ tăng lên một đúng không? Bạn Tuân lúc này có làm như thế không? Thì không chỉ thấy bạn Tuân làm như thế nhỉ? Đúng không? Cái này này. Cái gì thế?
cái withdraw cao này, em có cài đặt lại cái hàm withdraw không? Có thầy. Có thì mới đúng. Có xong cái đấy phải cộng cộng rồi. Cộng vào đúng không? Như vậy ở đây chúng ta phải cài đặt lại này. Override nhé, a cộng override thằng gì? Uninsert đi. Override method này. Chúng ta sẽ override lại cái thằng withdraw. Đấy. Và mỗi lần mà nó rút tiền thì cái thằng này nó phải là, thứ nhất là nó gọi lại cái hàm tra này. Thứ hai là nó sẽ tăng cái thằng cao lên đúng không? Thì như vậy thằng này nó phải có một cái thuộc tính, gọi là thuộc tính withdraw count int withdraw count. Và cái thằng này khởi tạo thì chúng ta phải khởi tạo thêm cái withdraw này nhé, bằng không này. Rồi, thằng này nó tự tăng lên này. Chấm withdraw cộng cộng. Đấy, cứ một lần rút tiền là nó sẽ tăng cái này này. Ok. Sau này nó cài đặt cái hàm chạc này đúng không ạ? Hàm chạc này thì nó sẽ làm cái gì? Chúng ta phải xem lại cái cách tính phí của nó này. Mỗi lần rút tiền phải chịu phí là 0,5 đô thanh toán vào cuối tháng. Đấy. Như vậy thì cái thằng này của nó vẫn đi ra những thông tin này nhé. Đầu tiên là tài khoản bị trừ đi, giống nó là tài khoản được cao bình thường mà, vì vậy tài khoản bị trừ đi dít chấm này, blank này, trừ đi 5.000 à 5 đô trừ bằng 5 đô cái đó này. Đấy là cái phí tài khoản thường niên nhá. Vì tài khoản chung cho tất cả mọi tài khoản như thế rồi. Ok. Trừ tiền thì tăng giao dịch lên nhá. Dít chấm transaction này. Cái thế mà làm đó. Cộng cộng. Ok chưa? Rồi. Sau đấy. À như vậy thì chúng ta có thể là trừ luôn cả 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 cái này luôn một lần nhá, một thể nhá, rồi tính cho một giao dịch. Trừ cái 5 đô này, sau đấy thì cộng với số lần giao dịch đúng không ạ? Nhân với 0,5. Số lần giao dịch này nhân với 0.5 đô. Đấy. Và chúng ta tăng giao dịch lên. Sau này chúng ta in ra thông tin đúng không? Số dư tài khoản này. Cộng với zip.blank. Tổng giao dịch trong tháng này. Cộng với zip.transaction. Thế thôi. Đấy, nó chỉ khác thằng thằng phi ở cái chỗ là cách tính cách trừ tiền thôi. Và sau đấy thì giao dịch chuyển về không nhé. Dứt chấm transaction không để tính cho lần tháng tiếp theo. À đây là cách cái tính phí của cái thằng này nhé. Đây này, thứ nhất nó là cái tài khoản thường này nhá. Và cứ mỗi lần rút tiền thì phải chịu phí là cái này nữa. Cộng thêm. Còn gamer này, nó cũng là một tài khoản thường, vì vậy là phí của nó vẫn là trừ mỗi tháng là 5 đô. Và mỗi lần rút tiền thì xác suất bị trừ, xác suất không bị trừ đồng nào khỏi tài khoản là 0,5.
đúng không? Còn xác suất tài khoản bị trừ hai lần số tiền, bị trừ hai lần số tiền là trừ 50 đô đây, đúng không? À, như vậy chúng ta sẽ tạo cái game bờ nhé, cái khoản game bờ này. Kế thừa từ cao Emilian một method này, hàm tạo này, thằng game bờ này thì không cần thêm thuộc tính gì, nó chỉ cài đặt lại cái hàm withdraw để tính cách tính tiền thôi, xác suất mỗi lần rút tiền. Đó. Như vậy thì chúng ta phải có một cái lớp random đúng không? Để mà import cái lớp random vào nha, để mà tính tiền nha. Như vậy ở đây phải override lại cái method là withdraw. Và mỗi lần rút tiền thì xác suất xảy ra đúng không? Rút tiền nha, nó bị trừ nha. Withdraw đúng không? Bị trừ tiền này. Như vậy thì chúng ta sẽ là trước khi mà trừ tiền này, chúng ta phải tính xác suất bị trừ tiền đó. À, chúng ta có lớp random này. Bằng new random này. Sau đây chúng ta có một cái số float đúng không? Bằng này. Random.next float. Đấy thì như cách tính của thì như cách cái thằng này nó sẽ trả về cho chúng ta là một cái số từ ngẫu nhiên từ 0 đến 1 đúng không ạ? Chúng ta có thể in ra này để mà xác nhận nhé. Ok. Và nếu như gì ạ? Nếu như không bị trừ thêm đồng nào, nếu như là nhỏ xác suất là 0,49 đồng, có nghĩa là mỗi lần rút tiền xác suất không bị trừ đồng nào là đấy, như vậy cái số ngẫu nhiên đấy mà sinh ra mà nhỏ hơn 0,49 thì không bị trừ đồng nào. Còn thằng này là 0,51 đúng không? Nhỏ hơn bằng 0,49. Chúng ta cho nhỏ hơn 0,49 đi. Thì như vậy lớn hơn 0,51 nhá thì bị trừ thôi. Còn chúng ta sẽ if này. Cái random float đúng không? Mà lớn hơn 0,51 thì có nghĩa là bị trừ hai lần tiền, đúng không ạ? À, có nghĩa là vì nhân hai thằng này lên này. Như vậy thì chúng ta lại truyền vào đây là hai lần super.withdraw
nhân 2 lên. Bị trừ 2 lần tiền mà. Còn heo thì không bị trừ. Thì super chấm withdraw thôi. Ok. Em chọc măn này. Em chọc măn của thằng này thì nó tương tự như thằng cả cái tài khoản ở trên. À, như vậy thì trường hợp này thì nó phải là trường hợp mà ngược lại thì nó phải là không nhé, không bị trừ đồng nào, rút tiền nhưng mà không bị trừ tiền đó. Thì như vậy thì withdraw nó sẽ là tài khoản nó không bị trừ, rút được tiền nhưng mà không bị trừ, đúng nhỉ? Đấy, còn trường hợp này thì nó sẽ bị trừ gấp đôi. Còn thằng này thì phí tài khoản của nó là zip này, chấm blank cuối tháng đúng không? Anh chàng này vẫn trừ như cả phí bình thường thôi, cộng bằng à, trừ bằng 5, ok chưa? Gì đó, tăng giao dịch lên, zip chấm transaction cộng cộng, in ra số dư, số dư tài khoản. Zip.blank tổng số giao dịch trong tháng. Trong tháng. Zip.blank transition. Và cuối cùng là cho transition về more đúng không? Ít chấm này. Transition bằng 0. Ok, chúng ta thử nhá. Như vậy chúng ta code xong rồi đấy. Viết một hàm hiện tại cao để chạy và test các lớp đã viết. À, ta viết được hàm main. Public start và main đúng không ạ? Thứ nhất là lớp phi này. Bằng lưu phi. Cho nó một cái tài khoản. Số tài khoản đúng không? $100. Cho nó tài khoản $100 nhé. Chấm phẩy này. Thế bây giờ là mình test rằng tài khoản này trước. À, mình nạp thêm tiền đúng không ạ? Fee này. Chấm deposit. Ví dụ mình nạp vào $10. Chấm 1 đúng không? Sau đấy thì mình phi này chấm nạp thêm $10 nữa, deposit 10, nạp thêm lần sau nạp thêm $20 đi. Sau đấy thì phi này chấm rút tiền đúng không, withdraw rút $50 đó. Rồi sau đấy thì
thanh toán này, phi chấm nman đúng không ạ? Phi này chấm ô thế thì cái hàm nman này của mình không dùng à? Nman thì gọi hàm thầy bị nhầm này à? Cái nman trên thì nó chỉ trừ tiền thôi, còn cái nman này mới là nguyên cái đoạn system mount bên dưới. Nman phía trên là trừ tiền thôi, còn cái này mới là system mount. Đâu trong mô tả người ta mô tả là gọi nman chặt mà tính phí rồi à. Bước thứ hai là in ra rồi. Bước thứ hai là in ra hai thông số đúng không? Như vậy thì bước trong bước thứ ba là khởi tạo. Thì như vậy thì nó trong nman nó chỉ nó có ba cái đấy, còn trong nman trên nó chỉ có từ tiền. À, như vậy nman trên chỉ từ tiền thôi đúng không? Dạ ok. Dạ. Ừ. Dạ. Như vậy chúng ta sửa một chút này. Trong cái nman này là cao đúng không? Đây. Bởi vì bản chất là cả ba thằng đấy nó đều dùng chung cái việc là thao tác là trừ tiền này, đúng không? Rồi thì cộng giao dịch này, rồi thì in số tiền này đúng không? Tính phí nhá, tính phí ở đây còn thằng em bắt này nó là in ra thông số này, rồi khởi tạo đúng không? Nhưng mà ba cái dòng này này. Đấy. Nó sẽ được cắt về cái thằng là nman tính phí trước này để mà nó tăng cái giao dịch sau đó mới in ra sao. Rồi như vậy thì ở đây nó chỉ còn lại thế này thôi, và khi chúng ta gọi hàm thì chúng ta phải gọi hàm nman tương tự như vậy. Thằng này chúng ta sẽ xóa đi ba thông tin này. Game chúng ta xóa đi ba thông tin này. Bởi ba thông tin này là ba thông tin chung mà, thì chúng ta nên làm ở thằng lớp cha thì là chuẩn nhất. Rồi, bây giờ chúng ta quay sang, chúng ta sẽ tính phí là chúng ta gọi nman thôi nhé, chứ không phải là gọi nman chặt nhé. Gọi nman, kế thừa từ thằng cha. Rồi, trái thử nhé, trái thử từ từng cái một xem có chính xác không. Đấy. Số tiền nó bảo là số giao dịch trong tháng là số dư tài khoản là 75, số giao dịch trong tháng là 4 giao dịch. Đấy đúng ra 4 giao dịch lắm nhỉ. À đúng rồi, cả giao dịch trừ tiền nữa là 4 giao dịch, 1 giao dịch, 2 giao dịch, 3 giao dịch và giao dịch trừ tiền ở trong cái thằng chạc đấy. Đấy là 4 giao dịch. Và số tiền là còn lại là 75, 100 này, 100 là 130 mà trừ đi 50 là 80, 80 trừ thêm 5 nữa, đúng rồi, 75. Như vậy thì là cái tài khoản này mình test là chuẩn rồi nhé. Nếu như giả sử như mình trừ thêm 10 đồng nữa xem nào, withdraw 10 đô nữa thì nó sẽ còn 65. Đấy, còn 65 và số giao dịch nó sẽ là 5 giao dịch. Rồi thì tương tự như vậy chúng ta sẽ test với cái thằng là đâu rồi thì chúng ta nghỉ để làm chút này nhá. Thầy test tiếp cái tài khoản thứ hai.
ở trên này là thầy ghi là test tài khoản à? Test tài khoản phi. Đây này thầy ghi là test tài khoản. Khoản nickname. Chúng ta cũng tạo một tài khoản nickname bằng new nickname. Cho nó một cái số tài khoản, một cái tài khoản ban đầu cũng 100 nhé. Mình nạp tiền này. Giống theo thế này có copy xuống nhanh. Nạp tiền này. Mình sẽ đổi số khác đi thôi. Nạp ví dụ như nạp 40, 30. Đấy. Rút 90. Và rút 20. Sau đấy thì nếu như rút nhiều hơn này mình tính cái kia nó phức tạp nhỉ. Tao cứ trai thử nhá. Đây, cái tài khoản đây là tài khoản nickname. Thì tài khoản còn lại 54 chậm thế nhỉ. Số giao dịch trong tháng là 5 thì tính thử xem giao dịch trong tháng 5 chưa đúng chưa? Đúng rồi, giao dịch dòng tháng trên thôi. Nhưng số tài khoản là 100, như vậy mình nhìn vào nhá. 100 này. Nạp vào 70 là 107 này. Đúng ạ. Rút đi 101 là còn lại 60 này. Đúng chưa? 60 trừ đi 5. 5 đô là phí quản lý thường niên của tài khoản. 60 là còn 55. 55 trừ đi 4 nhân với bao nhiêu ạ? Trừ đi thêm nữa này. 4 này, à, 5 giao dịch đúng không? 5 giao dịch là 5 nhân 5 là 25 trừ 2,5 đô nữa nó phải ra lẻ nhỉ? Sao nó ra chậm thế nhỉ? Mình có cái này là có bao nhiêu giao dịch rút tiền? À có 2 giao dịch rút tiền thôi. Rút tiền có 2 giao dịch thôi, như vậy nhân với 2 như trừ đi thêm 1 đô, đúng không? Đây này có 2 giao dịch rút tiền thôi các bạn này. Mình đây là tổng giao dịch là 5. Nhưng mà giao dịch rút tiền là 2 thôi. Đấy, vì vậy là nó trừ thêm 2 mà nhân với 0,5, đó nghĩa là 1. À 55 mà trừ đi 1, 54 đúng rồi. Đấy, như vậy tài khoản này cũng đúng luôn rồi nhá. Rồi. Tin tài khoản phi. Phía dưới là thông tin tài khoản. Nickname đúng không ạ? Và thằng cuối cùng là thông tin tài khoản của cái thằng thằng còn lại là cái thằng gamer đúng không? Copy gamer. Gamer này. Test tài khoản gamer này. Gamer. Gamer này bằng new gamer. Rồi. Nạp tiền này. Nạp tiền, rút tiền, rút tiền. Và cuối tháng tính tiền. Ok, trái thử. Thì thằng này nó xác suất nhá, nó tính xác suất nhá. Do đó là lúc tăng lúc giảm đấy, chứ không chính xác được đâu. Run này. Rồi, thông tin tài khoản gamer này. Số ngẫu nhiên là số này, đúng không? Thì là số ngẫu nhiên để mà chúng ta biết được là nó có bị trừ tiền hay không. Như vậy thì lần rút, như vậy tổng tài khoản của nó là vẫn là tổng tài khoản của nó vẫn là 170 nhá. Nộp vào một đây
Đấy, sau đấy thì nó rút này 170, như vậy tính cuối tháng nha, từ cuối tháng thì 170 thì như vậy còn 165 thôi. Đấy, nó tính phí thường niên 5 5 5.000 tháng nào như nhau cả rồi, 5 5 5 đô la. Thế bây giờ rút tiền này, lần rút thứ nhất là xác suất là không phẩy này đúng không? Không phẩy này có nghĩa là không bị trừ tiền. Ồ ngon quá. Như vậy vẫn còn này là 165. Ok chưa nhỉ? Đấy. Nhá. Đấy, như vậy lần rút 90 đô rồi này. Đấy, là không bị trừ đồng nào cả, như vậy còn 165. Và cái lần rút thứ hai là 0,95, 0,95 thì có nghĩa là nó bị trừ 40.000. À, lần may quá, lần thứ hai mình rút ít thì mình trừ nhân 2. Đúng không? 165 mà trừ đi 40 có nghĩa là còn là 125, là chính xác rồi nhé. Và tổng số giao dịch là 5. Ok. Như vậy thì bài này là chúng ta hiểu chưa ạ? Bạn gì nhỉ? Bạn Tiệp, Tiệp có đây không? Hiểu không? Mai. Ok đấy ạ. Ok. Của em nó không chạy được đấy. Em tên gì? Được Đức, Đức có hiểu bài thầy đang giảng không? ạ. Em thì cũng hiểu sơ nhưng em cốt cho thầy vẫn của em vẫn chưa chạy được, có một lỗi. Giờ em xem màn hình đi. Thầy stop share đấy, em xem màn hình đi. Bài này nó cũng khá trừu tượng, nên thấy là không hiểu được thì từ từ làm đi làm lại vài lần là sẽ hiểu. Ủa, Viettube này, bài này chăm thế. Ui, bài này pro hơn nữa này. Viết cả, dùng cả nó tay công công này. Tại em chưa quen dùng cái kia nên em dùng cái này ạ. Cái nào chưa quen? Chưa quen dùng NetBean. Chưa quen dùng NetBeans á? NetBeans thì có gì đâu mà chưa quen nhỉ? NetBeans là dễ nhất quả đất rồi. Thì em chạy chạy thử cái Ok, cho thầy xem là tài khoản cao này. để tất cả. Thầy nhận xét về cái một chút là về cái cách viết mảng nguồn của em này. Thứ nhất là em nên viết theo cái phong cách lạc đà nhá. Tên lớp đây nhận lên là nhận xét thôi, còn cá nhân em thích viết nào thì đấy là việc của em, nhưng mà khi mà vào đi làm việc một công ty ấy, thì bao giờ người ta cũng phải theo cái phong cách của công ty đấy, mà công ty đấy thì bao giờ người ta cũng 99% là người ta sẽ theo phong cách lạc đà. Thì anh thấy là tên tài khoản là cái tên lớp là em phải viết hoa chữ cái đầu tiên, ok không nhỉ? Vâng. Rồi cái thứ hai là tên hàm thì em cũng phải, ví dụ như là withdraw thì nó là hai từ thì em phải chữ D, em phải viết hoa. Deposit thì nó là một từ, hiểu hiểu ý không? Rồi em. And month thì hai từ thì chữ M em phải viết hoa. Đấy là phong cách lạc đà, ok nhỉ? Tên biến thì nếu có hai từ thì tên biến thì nó là danh từ, còn phương thức nó là động từ. Đấy, bắt đầu phương thức bắt đầu là một động từ nhá, còn tên biến thì nó là bắt đầu là một danh từ, thường thường là bắt đầu một danh từ. Và nếu như có hai từ trở lên, nếu tên biến có hai từ trở lên thì từ thứ hai cũng phải viết hoa. Đấy, đấy là về phong cách viết viết code nha. Rồi thì bây giờ thầy soi qua cái chút nào, thầy xem qua cái mảng của em này gồm có thầy hàm tạo này, deposit này, withdraw, and chuck. Rồi, như vậy nó báo lỗi ở cái dòng nào em? Nó báo lỗi ở lớp nào đây? Nó bảo lỗi ở lớp Nick Jim đúng này, không? vâng, Rồi. bảo lỗi ở cái dòng này ạ. Thì nó bảo là nó chỉ gọi, nó có chỉ gọi đến cái dòng thôi thôi này. Super phải là được gọi ở cái lệnh dòng đầu tiên. Đấy, như vậy withdraw đâu phải là withdraw đâu phải là cái phương thức, đâu phải là hàm tạo đâu, mà thầy đã dạy cho em là thầy dạy các em là nếu như muốn gọi hàm tạo thì phải là gọi trong một hàm tạo khác, không được phép gọi trong hàm khác, hiểu ý không? Rồi. Con này đúng đúng không, bia cho bác em thì nó bác trả tiền.
bác nào đây? Bảo mình bác nào đây? Từ từ đợi thầy tí nữa. Là sao ta? Rồi, như vậy thì em hiểu cái lỗi của em chưa? Thì nói lại đi cô ạ. À, nói lại nhỉ. Phần lý thuyết thì nói lại nhá, phần lý thuyết chúng ta học về cách gọi hàm tạo nhá. Thì hàm tạo chỉ được phép gọi trong một cái hàm tạo khác. Nhưng ở đây em đang gọi cái hàm tạo ở cái dòng số 9 ấy, là em đang gọi trong cái withdraw. Withdraw nó không phải là hàm tạo. Vâng. Hiểu ý không? Hiểu. Thì như vậy em không được phép gọi đấy. Đúng chưa? Được. Vậy thì cái withdraw đấy là em phải gọi là super chấm. Có nghĩa là em sẽ gọi cái thằng là của cái hàm tạo của cái thằng hàm thằng cha đúng không? Hàm withdraw thằng cha. Em gọi là super chấm withdraw. Đấy. Super chấm withdraw nhá. Chứ không phải là super. Rồi, đúng, chính xác. Rồi. Bây giờ lại thế nào? Đấy, thấy chưa? Rồi. Ừ. Rồi, thì cái việc test thì chắc là em phải test lại, sẽ kiểm tra lại xem thì có nộp giao dịch nào thì em phải kiểm tra lại nhá. Rồi. Dạ, ok. Rồi, những cái bàn khác thì sao? Đinh Duy Dương có hiểu không? Em hiểu ạ. À, ok, bạn nào hiểu rồi thôi. Rồi, có bạn nào gặp lỗi hoặc không hiểu không để thầy giải thích. Thầy nhắc lại là lúc này thầy chat ở trong này nhưng mà nó private. Thầy nhắc lại là thầy đăng video ở lên YouTube nhé, các buổi học của ta nhé. Anh thế là nhờ mọi người subscribe và chia sẻ cho thầy nha. Đấy, cái video thầy gửi đấy. Lúc này thầy gửi nhưng mà nó private hay sao? Ok. Rồi, chúng ta không ai hỏi gì, chúng ta sẽ chuyển sang phần khác. Ok. Thầy vừa gửi cho các em ở cái địa chỉ là địa chỉ cũ nhá, 27.22.168 à, 72.96.215 nhá, ở trong cái lớp của chúng ta phần thư mục lab. Em truy cập theo đường dẫn này. Em là tại thời điểm bây giờ thì em làm thầy cái bài lab 7 nó có 2 câu thì các em chọn một trong 2 câu thôi nhá, trong vòng 30-35 phút em làm cho thầy cái bài đấy. Còn cái bài lab 9 thì xem như bài tập bổ sung cho các em nào chưa đang còn yếu thì luyện tập thêm nhé. Thì nó cũng tương tự như bài lớp 7 thôi. Đấy. Thì trong cái phần này thì vì nó dễ hơn rất nhiều, nó tương tự như bài lớp 5 ấy. Em nào đã hiểu bài cái tương tự như bài lớp 05 này, em nào đã hiểu và đã làm được bài lớp 05 này rồi thì áp dụng cách thích như thế để làm cái bài lớp 7, lớp 9 nhá. Ok, chúng ta làm đi. Đây cái đề của bài lớp 7 em lấy về. Nó có 2 câu. Alo, thầy thấy chưa? Thấy rồi, nhưng mà tại sao có mỗi một cái cửa sổ thôi? Em share cửa sổ à? Sao không share cả để desktop đấy? Nãy em để cái đề bên cạnh nên em chỉ một nửa đấy. À. Thôi, bây giờ em chạy nhé. Khách sạn có mấy lớp em? 3 lớp rồi. Đấy, một lớp người với cả một lớp khách sạn, một lớp thầy, quản lý. Thầy xem lớp người nào? Đấy,
lớp người họ tên năm sinh chứng minh thư rồi lớp khách sạn à? Lớp khách sạn là có một khách trọ có một người ra khách Thì sạn em thì phải chứa hình thì như là phải cũng có hình như ở là lớp phải hình như là phải có lớp phòng trọ nữa cơ mà lớp cái gì nữa nhỉ cho xem cho thầy xem cái đề nào đề này câu mấy đấy. Câu câu 2 ạ. đâu em có xe đâu Xe xe ở đâu nhỉ? xe lại em stop xe đi xe lại đi xe toàn màn hình nhé screen đấy screen xe chọn cái cửa À, sổ là screen xe đấy. tôi cho thầy thấy ạ. Rồi rồi thấy rồi Đấy, câu 2 ạ. câu à câu hai quản lý khách sạn này người ta quản lý những thông tin sau với 10 cá nhân người ta quản lý thông tin này lớp người mà Dạ. và xây dựng lớp khách sạn để quản lý về khách trọ à, như vậy có hai lớp thôi à? Vâng. Như vậy là nhập dãy gồm n khách trọ nhập từ bàn phím là ok thì có hai lớp thôi như vậy thì trong một cái khách sạn thì phải chứa một mảng người chứ sao lại em chứa có một người em khai báo như thế là không đúng rồi Không, tí nữa ở đây em sẽ có đoạn khai báo số người, số khách trọ ở đây ạ. Em khai báo trong như vậy static qua mail luôn. khai báo như thế thì không hợp lý À, vâng. em phải trong một cái khách sạn em phải chứa một cái mảng đây là quan hệ composite hợp thành đấy quan hệ hợp thành đấy là giống bài số 5 trong một lớp thì chứa nhiều sinh viên đấy hiểu Vâng. chưa như vậy lớp đấy là em phải định nghĩa một cái thuộc tính để mà chứa danh sách sinh viên đúng không? Thì ở đây cũng thế khách sạn nó phải chứa danh sách người đúng không Vâng. đấy, còn em khai báo ở ngoài này là không đúng đó, thì tuy nhiên thì cứ chạy đi xem nào biên dịch một lớp thôi biên dịch lớp quản lý thôi là ra biên dịch nó biên dịch theo mà Vâng. Đây. Danh sách in ra Đây. đang chưa kể lắm nhỉ em sửa sắp sắp thông tin này là sắp danh sách của một khách sạn Vâng, đây nó danh sách nó đây. Cái phần này màu nè trắng. thế còn ngoài cái danh sách ra còn có chức năng gì không Không, đề bài nó không nói gì nữa. đó Nó chỉ nhập vào một dãy gồm n khách trọ với cả hiển thị ra màn hình thông tin. thế thôi à chọn cái câu gì thế Câu câu 1 em thấy nó cũng tương đương thế. tương Nhập đương vào thế dãy n hộ dân với cả hiển thị thông à tin. Em được chọn câu rồi 2 đi. à câu câu một thì nó có ba ba lớp đúng không Câu 1 em thấy cũng chỉ có 2 lớp là lớp người với lớp khu phố thôi. lớp người lớp khu phố hộ dân nữa đúng không Vâng. ừ, có ba lớp hộ dân nữa còn ở em là khách sạn xem nào và Đây có người khách đến sạn đấy. khách sạn số ngày giá phòng các loại thông tin về người
Người ta không quản lý phòng đúng không? Vâng. Có quản lý phòng không? Em không thấy. Không không có quản lý Số phòng. ngày trọ, loại phòng trọ, giá phòng, các thông tin. Như vậy không có số người trong phòng thì không không quản lý phòng rồi. Đó, ok, nó chỉ quản lý khách sạn với lại kia thôi. Rồi, ok, thế thì nhưng mà cái danh sách của em mình là thôi là tạm thời như thế cũng được. Tên gì ấy nhỉ? Dạ, Đinh Huy Dương ạ. Huy Dương à? Vâng. Dạ, ok. Dừng dừng cái này bấm đầu thầy ơi. Lâm Thăng Long. Máy. Thế thấy vậy ạ? Rồi, nhìn thấy rồi. Bài hai là bài hai. Lớp người đúng không? Rồi. Đấy, bạn này làm đầy đủ hơn này. Bạn lúc này thì làm cũng đúng nhưng mà nó như thế thì những cái lớp sau làm vất vả. Rồi, lớp quản lý. Rồi. Cái gì đây? Lớp quản lý danh sách khách sạn. Như vậy là cái bài của bạn lúc này là quản lý được một khách sạn, còn bài của em là quản lý được nhiều khách sạn đúng không? Đúng rồi, nó phải thế này mới đúng này. Đấy, nó phải có list người, trong list người như vậy em cho thầy, em cho thầy xem lại cái khách sạn này. Trong khách sạn có gì nào, lên đi. Ồ, thế không, trong khách sạn không chứa người à? Ai Một chưa cho bạn ạ. làm thế này thì hỏng rồi, làm thế này đâu phải là hướng đối tượng đâu. Em làm thế này là chết rồi. Trong khách sạn, một đối tượng của khách sạn là phải có một cái mảng người ở trong đấy, hiểu chưa? Còn em cái em làm như thế kia phải tối thiểu phải như bàn trước đấy thì cũng cũng không chuẩn lắm, trong một lớp mà lại không cho có khai báo ngoài thì nó không đúng. Còn cái mỗi cái việc mà nhập rồi in ra thì nếu như mà các em mà làm thủ công như này thì khai báo mảng chỉ số rồi in ra thì cũng được thôi, cả cho có ai cầm đâu, nhưng mà như thế thì đâu phải hướng đối tượng đâu. Rồi chạy đi, chạy thử đi. Mail em có thể gửi vào mail là sonnta@utt.edu.vn nhé. Để. Thông tin danh sách phòng. Như vậy đầu tiên em nhập cái gì, em lên là em nhập gì đầu tiên này? Nhập khách cần thuê. Nhập số lượng khách cần thuê. Thế Thuê. sau đấy thì em khách này em đưa vào cái khách sạn nào? Khách này thì em xếp vào khách sạn nào? Em sẽ xếp khách sạn chỉ có một cái thôi. Thế không ổn. Quản lý một cái chuỗi danh sách khách hàng thì em phải là đầu tiên em phải nhập số lượng khách sạn này. Đúng chưa? Vâng. Đấy, sau đấy thì là ví dụ như nhập số lượng khách sạn là 2. Nhưng mà rồi là nhập tiếp tục là nhập thông tin của khách sạn thứ nhất này. Đó. Bắt đầu trong thông tin của khách sạn nhất gồm có này, nhập tên khách sạn này, địa chỉ gì đấy này, và trong này là có danh sách những người trong khách sạn này, đúng không? Nó phải thế chứ. Thì em nhập cái này nhập xong một cái xong rồi thì là khách cửa ở đâu? Không ổn. Hai bản bản này và cái bản trước nữa phải sửa lại nhá. Sửa lại cho thầy nhé.
Có hiểu ý không? Cái em phải làm tương tự như cái em với cả với cái mô hình nó giống như bài lắm là không năm ấy. Nhá. Rồi bài bạn khác đi. Bạn là tên gì nhỉ? Bạn vừa rồi tên gì á? Nhân công ạ. Ok. Bạn này chắc chắn phải kế thừa chứ. Em không kế thừa, em vẫn làm Không kế thừa đâu, xem làm nào nào. Người đây đâu, mở cái người đâu. đây À không, cái bài này là kế thừa nhưng mà kế thừa he sơ, hiểu không? Bài này kế thừa nhưng mà kế thừa he sơ, chứ không phải là kế thừa y sơ. ạ. Mọi người có hiểu không nhỉ? Mọi người có hiểu kế thừa y sơ và kế thừa he sơ không nhỉ? Em nghe thấy nhắc một lần nhưng mà em cũng không, không nhớ rõ. Học rồi, lý thuyết học rồi, he sơ có nghĩa là tôi có, đúng nhỉ? Có nghĩa là trong lớp này trừ lớp khác. Hiểu ý không? Vâng. Còn còn y sơ tôi là, đúng không? À, tôi là ai? Còn he sơ là tôi có. À, có nghĩa là trong khu phố thì chứa gì ạ? Chứa lớp người. À, trong hộ dân, trong khu phố thì chứa hộ dân. Còn trong hộ dân thì chứa lớp người. Thế cái nào Anh hiểu extend không? cái nào thầy? Không extend, đấy là đấy là kế thừa rồi, nhưng mà không cái không phải là kế thừa extend, mà kế thừa SE khai báo thành quan hệ SE này gì, có nghĩa là khai báo lớp đã có như là một thành phần của lớp mới. Đấy, câu lý thuyết đấy. Để tôi nhắc lại nhá. Khai báo lớp đã có như là một thành phần của lớp mới. Đấy, thì có nghĩa là trong cái khu phố thì em sẽ khai báo cái lớp hộ dân là một thành phần của lớp khu phố. Đó, trong hộ dân thì em lại khai báo lớp người là một thành phần của lớp lớp hộ dân. Đấy, đấy cũng là kế thừa đấy, nhưng mà kế thừa theo quan hệ he sơ đấy. Dạ vâng. Hiểu ý chưa? Vâng, để em chạy bên này đó. Đó, từ từ như vậy lớp người đâu? Xem cho xem lớp người nào. Cái cuốn lên đi. Ở đây. Rồi, lớp người rồi, lớp hộ dân nào. Rồi lên đi. Đấy thì nhìn thấy chưa? Dòng số 18 chính là kế thừa đấy. Dòng số 18 đấy, kế thừa theo quan hệ he sơ đấy. À, thế em không biết. Ừ. Em cứ lại không biết. Nhá, rồi sang khu phố nào. Đấy, Đây trong học khu này chị. phố đấy, đấy khu phố này kế thừa theo khu phố, kế thừa hộ dân và kế thừa theo quan hệ he sơ đấy. Vâng. Thì nhìn ra chưa? Rồi, chữ của thầy là trả cho thầy rồi. Rồi ok, làm như thế này là mô hình như thế là xem nào, từ từ nhá, trong cái như vậy, trong cái nhập của khu phố em phải nhập hộ dân, đúng rồi, chính xác. Rồi ok, chạy đi. Số hộ, thầy thích mấy hộ à? Hộ dân thì khu phố thì một một khu phố thôi, còn hộ dân thì hai hộ dân. Số nhà là 01, một trong hộ là 2, công 15, một nghề sinh tên là Khôi, 20 IT. Đây là hộ thứ hai đấy thầy nhá, Ừ. 02, số trong hộ là 1, tên là thầy Sơn. tuổi tuổi vừa tuổi vừa rồi nhập cái gì đấy? Em ấn nhầm ký tự để em trở Ừ. lại. Hộ dân thứ nhất này, số người trong hộ đâu, danh sách đâu, Đây thầy. thế không in ra tên khu phố à? Tên khu phố ấy ạ. Thế nó phải quản lý cả tên khu phố cơ mà, thì em Được. in ra thì em phải in ra là tên khu phố này, rồi danh sách, in nó chả đẹp gì cả, rồi danh sách các hộ dân này, thì hộ dân thứ nhất, hộ dân thứ hai, đúng không? Như Đây. hộ ở đây của em có một khu phố thôi, đúng không? Như hộ dân thứ nhất này, số Đây. người trong hộ là hai, số nhà là một, tên tuổi của trong người đấy. Ừ. Rồi. Rồi ok, đấy như vậy thì cơ bản như thế của em là tư tưởng như thế là đúng rồi. Đấy, chỉ Vâng. có là cái chỗ in vào với nhập về thì em sửa thêm cho nó hoàn thiện chút là được nhá. Được rồi. Ừ.
Thế hiểu hiểu quan hệ kế thừa Heather chưa? Rồi ạ. Nhìn chưa ạ? Rồi, nhìn thấy chưa? Bài nào đấy? Bài 1 ạ. Bài 1 đúng không? Cho thầy xem lớp người nào. Người đang có hàm nhập không? Có một hàm nhập cơ đúng không? Rồi. Lớp hồi dân nào. Đấy, tên lớp đọc đặt trả đúng quy tắc gì cả. Tên trong này có 1 lít người đúng rồi. Đấy, tối thiểu có 1 lít người. Thế hộ dân không quản lý tên hộ dân, số gia đình, số người trong trong hộ dân à? Hả? À, cái đấy thì số người thì em nhập ở bên ngoài, Nhập ở bên ngoài à? còn tên hộ dân thì em chưa nghĩ đến nên em không chưa cho vào. Sao chưa nghĩ đến? Trong cái bài yêu cầu là người ta đã mô tả kỹ cho các em rồi, số hộ dân, hộ riêng. Em cứ Rồi ghi là hộ dân 1, hộ dân 2 ấy. khu phố nào? Khu phố cũng không thể có tên khu phố, chỉ có mỗi một cái list hộ dân thôi. Rồi thì em thử chạy xem thì nó ra hình hài gì nào. Chạy đi. Em chạy đấy thì nhập số hộ gia đình. Cái này tóm tắt nhiều quá. À, nhập số người chứ đó. Gì đấy? Đáng lẽ nhập số em quên mất. Nhập hai. Đâu, in ra cái gì? In ra hộ gia đình Hộ 1 với hộ gia đình 2. gia đình 1 có 1 người thôi à? Hộ gia đình 2 cũng cũng 1 người thôi à? Em nhập mỗi một người. Nhập mà 2 người nó cũng in ra 2 người ạ. Nhập 2 người tính ra 2 người đúng luôn gì? Thì Đáng là em phải ngạc nhiên là ở chỗ là nhập 2 người nó cũng in ra 1 người. Thế mới gọi là ngạc nhiên chứ. Còn em bảo là nhập 2 người cũng in ra 2 người ạ. À? Thế là đúng luôn. Đúng chưa? Đấy, em phải làm như của cái bàn thầy về vừa mới chấm trước đấy đấy. Nhá, tư tưởng như thế em phải hiểu. Nhá, trong người thì em phải khai báo họ tên rồi thì là chứng minh thư đúng không? À, năm sinh đúng không? Trong hộ dân thì em phải khai báo một danh sách người, một số người trong hộ dân. Nó giống như nhà của em cần có bao nhiêu người ấy, hiểu ý không? Giống như lớp học, sĩ số của lớp học ấy, nó phải có chứ. Ở trong nếu như quản lý cả khu phố thì nó phải có cả một mảng khu phố. Đấy. Thì tất nhiên thì chúng ta về khu phố, nếu như trường hợp mà nhập thì chúng ta nhập một khu phố thôi, còn nhập hai khu phố thì nó lâu quá. Rồi ok nha. Có bạn nào xem được không? Có bạn nào chấm bài được không? Em được. Ok. Đâu người nào? Đấy, nó phải thế này này. Họ tên, tuổi, năm sinh, nghề nghiệp. Rồi, ok rồi. Tại vì các em thuộc tính thôi, còn xét ghét thì em thích dùng, không dùng cũng được, không sao cả. Trong hộ dân gồm có này, số thành viên, lên đi. Lên, lên, lên. Số thành viên, số nhà này. Đấy, một cái mảng người này. Rồi ok. Sang cái khu phố nào. Khu phố gồm có này.
Trong đề bài còn có cần yêu cầu có tên khu phố không? Hình như có hay sao mà đúng không? Rồi, có sao khu phố, ví dụ như khu phố Trúc Bạch này, đấy có cái cô Linh này, có cái cô Nhung, Nhung thì chỉ Có rồi ạ. không có đâu. Đây ạ. Khu phố về quản lý. Đó, thì đáng là tiếng nghĩ ra khu phố em ngoài đời sống em nhìn thấy là ngoài đời sống em thấy có khu phố nào không có tên không đúng không, thì mình cái đấy nó hợp lý thì mình phải đưa vào trong một bài toán mô tả, thì mình nhiều lúc đáng lại làm sẽ có câu về giới cuối cùng nữa là về sinh viên tự bổ sung các thông tin cần thiết đấy nào, thì nó hợp lý thôi chứ còn tất nhiên thì cũng không sai nhưng mà nó cho nó hợp lý. Rồi, ok tiếp tục đi, chạy đi. Rồi thầy xem cái hàm input của cái thằng input của hàm nhập của thằng người nào. Hàm nhập của người à? Thằng Hàm ở nhập lớp của người em không biết, hàm nhập em không không biết viết à? ở Rồi. trong cái công dân ạ. Nó Rồi sẽ ok nhập không sao. từng người một ạ. Rồi ok không sao. Đây để thầy xem cái hồ dân đâu là hàm nhập đấy đúng không? Vâng. Hàm nhập này, trong hàm nhập này em nhập một mảng các thành viên. Rồi sau đấy thì nhập từng người từng người một. Rồi ok không sao, không vấn đề gì. Rồi sang khu phố nào, cho thầy xem hàm nhập của khu phố nào. Đây ạ. Nhập khu phố thì em sẽ nhập một cái mảng hồ dân, trong đấy thì em lại làm gì à, hồ dân chấm nhập đúng rồi chính xác rồi à, chạy đi. Lỗi kìa. Năm. Lỗi đây là lỗi nhập Unicode em vừa để tiếng Việt đấy ạ. Không bị lỗi. Lỗi Unicode hả? Nó không cho nhập tiếng Việt đấy ạ. Sao nó vô lý thế nhỉ? Em dùng cái thằng gì mà nó không cho nhập tiếng Việt, thầy vẫn nhập bình thường mà. Thằng gì đấy? Tool gì đấy? Dạ. Cái tool gì đấy? IntelliJ đấy ạ. IntelliJ thầy vẫn nhập bình thường mà. Ok Không thì tôi bỏ qua cái đấy đi. vâng. À. Nhập lại ra em xem lại, như thầy vẫn nhập bình thường mà các bạn khác vẫn nhập bình thường mà, rồi em nhập đi Em không biết. à. Danh sách là gồm có mấy hộ dân đấy, em nhập mấy hộ dân đấy, Hai hộ dân ạ. hai hộ dân, số nhà hai, số thành viên một, số thành viên là hai, rồi tạm được, in xấu quá, rồi được rồi, như vậy tuy nhiên thì bàn này về tư tưởng là bàn này là cũng làm đúng nhé, chỉ có là một vài cái nhỏ nhỏ không hợp lý thôi, không sao cả. Ok, bàn khác có bạn nào chấm được không? Ok, thế rồi. Đây là lớp năm người nha. Lớp người, đúng không? Từ từ nhá, xem nào. Lớp người gồm có này, có thiết kế hàm nhập cho lớp người không? Rồi, ok. Rồi, cho thầy xem lớp hồ dân. Hồ dân có một list người này, đúng không? Rồi có số nhà số người này, rồi có hàm nhập này, cho tôi xem hàm nhập, Alo. nhập hồ dân đó, Nhập thì em để phần khu phố á. nhập em để đóng phần khu phố à? Rồi cho quay sang còn phần khu phố này, khu phố thì Đang em có xem ngồi được một liệu bộ phim thì đã gọi là đấy thôi, rồi để nhập nhưng mà để coi theo tao ơi kiểu kiểu đó thì thế anh thế 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 cái nhập nhập input Cần info này bạn nào đang phần hai
bạn nào đang nói nha, tắt micro đi ra. Cái input info này là nhập cái gì đây, n là cái gì đây? Đây là n là số hộ dân cho đầu bài ạ. Hả? N là số hộ dân ở trong đầu bài ạ. Số hộ dân à? Số hộ dân thì đáng này nhập như lít này. Sau đấy hộ dân như hộ dân chấm add info. Ô thì đấy em có cái hàm input của hộ dân đấy còn gì à, sao mà không có? À em quên. Để đấy. À. Có phải bài của em làm không đấy? Đã có. Mai mình làm mới hỏi luôn. À, sang cái lớp khu phố à? Rồi. Rồi. Được rồi, đúng rồi. Ok, không cần phải chạy đâu. Nhìn qua thì là biết đúng rồi. Ok, nhận được rồi. Rồi. Thì xem cái lớp người nào. Lớp người của em mỗi ngày thôi. Lên. À, hàm có mấy thành phần rồi. Ui dù nhiều thông tin thế. Rồi xuống đây hàm input đâu. Thầy xem hàm input đâu. Rồi ok, lớp khu phố nào. À lớp hồ gia đình. À, hồ gia đình gồm có name này, tên hồ này. Không có số lượng người à? À cái này em làm bộ em chưa kịp làm. Thế không có mảng người chứa người à? Thì có danh sách người trong hộ gia đình chứ. Còn hàm cái print của em như thế thì hàm input của em thì gọi mỗi cái input super.input thôi thì nó chỉ nhập được một người thôi. Hiểu ý không? Mà người này xong rồi thì em lưu ở đâu? Em nhập xong rồi em lưu ở đâu? Cái hàm input hộ dân của em này, em nhập xong cái người đấy xong em lưu ở đâu, em chả lưu được vào đâu cả. Đúng của không? Lớp nữa là khu phố. Ờ, lớp khu phố làm gì nào? Hàm input của nhập của khu phố đâu? Nào, hàm nhập nó lên đi. Hàm nhập này, nhập tên khu phố này, nhập số hộ gia đình này. Rồi sau đấy hộ gia đình bằng luôn. Get năm ợp hộ gia đình năm ợp rồi lên xem thời gian thu tính của cái khu phố nào. Năm ợp rồi xuống đi, xuống nhá. Rồi từ xong đấy thì là em hộ gia đình này, hộ gia đình chấm input đấy. Thì như vậy mỗi hộ gia đình chấm input em input xong nhá thì em chạy đi, em sẽ in ra là không có danh sách nào, không có tên nào. Khu phố A này, số hộ gia đình 1 này. Rồi. Năm sinh nghề nghiệp. Tên hộ A, số hộ 1, thông tin hộ, danh sách hộ. Khu phố.print, cho thầy xem cái hàm khu phố.print này. Lấy ra hộ gia đình này, ghép đi. Rồi sau đấy thì cho thầy xem cái hàm print của thằng hộ gia đình này. Print của hộ gia đình, em in ra cái name. À gọi in ra một cái thằng super. Ôi dồi em kế thừa. Kế thừa này thì có nghĩa là nếu như này thì em chỉ thế bây giờ muốn nhập hai người thì làm nào em? Em vẫn chưa thử ạ. Em chỉ nhập một người. bây giờ đấy, bài toán đặt ra đây. Thế bây giờ em in cho thầy hai người. Em ơi, hộ gia đình không phải là người nhá. Em kế thừa này có nghĩa là kế thừa sai. Em kế thừa này có nghĩa là em bảo là hộ gia đình là người đúng không?
hiểu 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 ý không? Hộ à. Gia đình này, extend mọi người chú ý nhá. Hộ gia đình, extend người. Có nghĩa là mình nói là hộ gia đình là người, đúng hay sai? Hộ gia đình là người đúng hay sai ạ? Sai chứ còn gì nữa, về mặt cái thực tế là sai rồi. Đấy, em cái thực tế em phải diễn tả vào cái bài toán ở trong ngôn ngữ nó cũng phải đúng. Đấy, em diễn tả nó là không đúng. Đó. Ở đây cái bài đối với bài toán này thì em phải sử dụng mối quan hệ là kế thừa là hợp thành đó, nó có cái has a đấy. Đấy, trong hộ gia đình chứa người chứ không phải hộ gia đình là người nhá. À, thế em bị hiểu nhầm. Ừ, hiểu nhầm rồi nhá. Đó, ok. Tuy nhiên thì cũng có cố gắng thầy sửa cho con điểm không thành điểm 5 đó, còn hôm sau em cải thiện điểm sau nhá. Là tương đương với điểm 10 rồi đấy. Đáng này con không này là nếu như mà cộng thêm con 10 này, nhìn này. Đấy, theo cách của thầy hai chấm là như thế này nha, mọi người nhìn nha. Thầy xem mình nhá xem. Đấy, theo cách của thầy hai chấm là nếu như mà mạnh này mà không điểm có nghĩa là hôm nay ví dụ được 10 điểm thì chia ra nó không chỉ được 5 điểm thôi. Tuy nhiên hôm nay là sửa trực tiếp vào trong này có thể có ghi cho nợ đó. Sửa trực tiếp 5 điểm là tương đương với hôm nay 10 điểm đấy. Có hiểu ý không? Rồi, thế thì tạm thời thế đã nhỉ. Rồi, còn những bạn khác mà chưa có điểm thì cả cái phần sau về đọc key file chúng ta lại lấy điểm xong nhá. Chúng ta còn rất nhiều bài tập để mà có thể lấy điểm. Ok nhá, lớp mình có hỏi gì đâu. Lớp mình có hỏi gì nữa không ạ? Không ạ. Những em nào mà chưa hiểu về bài lắp 7 và lắp 8 thì nên làm lại nhá. Bài 2 bài này rất là hay nhá. Ok, thế tạm thời là chào lớp mình nhá. Buổi tối chúng ta sẽ học về cái phần đọc key file nhá. Và chúng ta gọi là vào ra luồng dữ liệu. Thì thầy sẽ cố gắng gửi tài liệu trước cho các em để các em đọc trước. Thầy mà quên thì nhớ nhắc thầy nhá. Ok, chào các em nha. Chào thầy.